Dạ, Duy coi căn nhà này. Ủa, chuyên môn coi kênh của Duy hả? Coi mua nhà ở Việt Nam. Dạ đúng rồi đó, cái luật đất đai năm 24 á là người gốc Việt được đứng tên nhà đất á. Rồi chị mua nhà đó, anh có đi theo về Việt Nam ở luôn không? Đi luôn. Đợt này mua nhà Việt Nam á, ai trả tiền? Dương trả. Dương trả. Thôi cảm ơn nha, coi thêm đi, kênh Duy nhiều nhà đẹp lắm. Bye bye. Dạ, coi cái nhà này bữa nay. Hai anh chị này là thường coi kênh lựa bất động sản, tại vì nghe nói cái luật mà đất đai năm 24 này á là người gốc Việt thôi là được sở hữu nhà. Hai ông bà này nè, cái máu rất là Việt Nam, mướp bầu bí rau gì đủ loại trơn á. Rất là để ý mua nhà ở Việt Nam. Vậy tính ra mấy anh chị Việt kiều này suy nghĩ cũng có lý, một cái căn nhà ngoại ô Minnesota này á là thậm chí còn hơn tiền nhà khu tên lửa Sài Gòn của Nguyễn Duy nữa. Họ có lợi thế là ngoại tệ. Mấy hôm nay Nguyễn Duy đi Mỹ ngắn ngày thôi, qua nhiều bang, nhưng có gặp gỡ trao đổi thì thấy những người coi kênh á, họ quan tâm tới cái điều luật này. Bởi vậy mấy anh chị mà chủ bất động sản nhờ Nguyễn Duy review ở trên kênh á, sắp tới đây có một cái thuận lợi là biết đâu chừng có một cái làn sóng ủng hộ cho cái bất động sản Việt Nam mình ấm ấm lên. Dựa theo cái điều 44 của luật đất đai mới 24 này đó, là người gốc Việt được sở hữu, thay vì lúc trước đây á, những người muốn mua quá thì phải nhờ người thân ở Việt Nam mình đứng tên. Bởi vậy đầu tháng 10 này Nguyễn Duy trở về Việt Nam quay bất động sản tiếp để cho mấy người này coi. Em chuyên đứng đằng sau thành công của người khác. Đam mê nên em quyết góp mặt với đời để phục vụ cho anh em giải trí, đem nụ cười anh em vừa ý, rồi săn tiền có